Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ ba mùa vọng ngày 17 tháng 12 năm 2020 Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 17 tháng 12, chủ nhật thứ ba mùa vọng, nhưng trong lịch phụng vụ chúng ta biết là từ ngày 17 đến 24 tháng 12 là tuần lễ trước lễ giáng sinh, các bài đọc riêng và chúng ta được mời gọi đến gần lễ giáng sinh hơn. Cho nên thay vì đọc ngày thứ năm sau chủ nhật thứ ba mùa vọng rồi kế tiếp thứ sáu thứ bảy sau chủ nhật thứ ba mùa vọng thì chúng ta sẽ nghe lời Chúa ngày 17 tháng 12 rồi sau đó ngày 18 19 cho đến ngày 24 tháng 12 và thưa anh chị em hôm nay ngày 17 tháng 12 cũng là ngày sinh nhật của Đức Thánh Cha Francisco 84 tuổi với gần 8 năm làm giáo hoàng một ông cụ già 80 tuổi mà cắt một lá phổi đứng đầu của giáo hội công giáo cả một tỷ người trên thế giới thường chèm với trách nhiệm nặng nề như vậy người kế vị thánh phê rô chúa đặt làm đầu hội thánh cho chúng ta thấy rõ tất cả là bởi quyền năng lòng thương xót chúa chứ không phải bởi sức của con người. Với sức của con người, tới 80 là chân yếu tay mềm và lưu lẫn rồi. ấy thế mà, chúng ta nhìn thấy Đức Giáo Hoàng Francisco Cô rất minh mẫn, rất sáng suốt và đi đứng cũng rất khỏe. Mặc dù dáng liêu siêu, nhưng ý chí, nghị lực, lòng đạo đức và đức tin vững mạnh hơn bao giờ hết và chú trò giáo hội trải qua cùng với thế giới những cơn khủng hoảng khủng hoảng ghê gớm nhất là đại dịch virus corona hơn một năm trời nhiều nhà thờ phải đóng cửa và những hoạt động của giáo hội Công giáo bị hạn chế rất là nhiều tại Roma cũng thế số lượng khách hành hương giảm bớt bao nhiêu cuộc hội họp, lễ hội đều bị hạn chế rất ít. Và Đức Giáo Hoàng suốt một năm Ngài không thể đi công du các nước khác cũng như các thăm các giáo phận được. Đó là điều mà ta gọi là cuồng cảnh. Một giáo hội mà Giáo Hoàng mời gọi là phải mở cửa đi ra vùng ngoại biên. Mà bây giờ thì nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hình ảnh mà Đức Giáo Hoàng dâng lễ một mình từ mùa chay và có thể năm nay mùa Giáng sinh nữa. Hình ảnh một quảng trường phê rô mênh mông như thế mà không một bóng người. Chỉ một người chủ chăn duy nhất. Lũ khụ, lưu siêu, nhưng lòng tin vẫn son sắt, sắt đá, không gì lây chuyển được. Mà Chúa Giêsu nói ngay cửa địa ngục cũng không phá hủy được, huống gì virus corona. Bên cạnh đó, giáo hội phải trải qua biết bao nhiêu khủng hoảng về nội bộ, về tài chính, về nhân sự, về tổ chức, rồi biết bao nhiêu những cái chống đối Đức Giáo Hoàng, rồi bôi nhọ, rồi hạ uy tín, biết bao nhiêu kẻ thù tấn công. Đức Giáo Hoàng vẫn kiên gan, kiên trì, vẫn son sắt với lòng thương xót Chúa và hơn bao giờ hết Đức Thánh Cha Francisco luôn mời gọi con người ta tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa. Với tâm tình ấy, ngày hôm nay mời anh chị em chúng ta tất cả cùng hiệp ý dâng Đức Thánh Cha cho lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ che chở bảo vệ gìn giữ vị cha chung của hội thánh, người mục tử của lòng Chúa thương xót. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa Ngày 17 tháng 12. Bài đọc 1, bài Trích sách sáng thế chương 49 câu 2 và câu 8 đến câu 10. Bài Trích sách sáng thế. Hồi đó, ông Jacob gọi các con trai lại và nói: "Hỡi các con của Jacob, hãy tụ tập lại mà nghe. Hãy nghe, Israel cha các con, Juda con sẽ được anh em con ca tụng." tay con sẽ đặt trên ót các địch thù, Anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con. Juda là sư tử con. Con ơi, săn mồi xong con lại trở về. Nó quỳ xuống nằm phục như sư tử. Và như sư tử cái, ai sẽ làm cho nó đứng dậy? Vương trượng sẽ không rời khỏi Juda, Gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó. Cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục. Đó là lời chúa Mời em lập lại câu đáp. Triều đại người đua nơ hoa công ly và thay bình thịnh trị đến muôn đời. Tâu thượng đế xin ban quyền binh ngài cho vị tân vương trao công ly ngài vào tay thái tử để tân vương xét xử dân ngài theo công ly và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Núi đem lại cánh hòa bình trăm họ, đổi rước về nền công ly vạn dân, người sẽ báo toàn quyền lợi dân cùng khô, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo. Triều đại người đua nở hoa công ly và thay bình thịnh trị, tới ngày nào tuê nguyệt trắng còn người làm ba chú từ biên này qua biên nọ từ sông cá đến tận cùng trái đất danh thơm người sẽ trường tồn vạn kỳ nước tiếng gần xa dưới ánh mặt trời ước gì mọi sắc tộc trần gian nhờ người được chúc lành và muôn dân thiên hạ ngợi khen người có phúc hallelujah hallelujah Lạy ngôi lời khôn ngoan của đấng tôi cao, Ngài an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, xin đến mà chi dạy đường khôn ngoan cho chúng con. Hallelujah! Mấy anh chị em mở tin mừng Thánh Matthew chương 1 câu 1 đến câu 17. Matthew 1, 1 đến 17. Khai đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu ông Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em ông này. Juda ăn ở với Tama sinh Perez và Zerah Perez sinh Khetseron, Khetseron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachson, Naxon sinh Samon, Samon lấy ra khắp sinh Boaz, Boaz lấy Ruth sinh Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh David. David lấy vợ ông Uzria sinh Salomon, Salomon sinh Rehabam, Rehab am sinh Avisa, Avisa sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uddisa, Uddisia sinh Jotham, Jotham sinh Akhat, Akhat sinh Khitkiya, Khitkiya sinh Mernasse, Mernasse sinh Amon, Amon sinh Yosia, Josia sinh Yekhonja và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Yekhonja sinh Satian. Satien sinh Jerubbaven, Jerubbaven sinh Avihut, Avihut sinh Enjakim, Enjakim sinh Ayo, Ayo sinh Sadok, Sadok sinh Achin, Achin sinh Elihud, Elihut sinh Elaya, Elaya sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Jose, chồng bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế tính chung lại thì từ ông Abraham đến vua David là 14 đời. Từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời. Và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 17 tháng 12. Chúng ta đang sống trong mùa vọng. Và anh chị em, cộng đoàn lòng chúa thương xót ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Anh chị em đang cùng với chúng tôi tĩnh tâm, gọi là tứ tuần tĩnh tâm mùa vọng. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật 29 tháng 11 năm 2020, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm B là ngày đầu tiên và đến ngày hôm nay Thứ năm 17 tháng 12 2020 Là ngày thứ 19 18 ngày qua Chúng ta đã cùng với nhau Đọc lời Chúa Suy niệm, cầu nguyện, chia sẻ 18 ngày qua Chúng ta đã vào trong sa mạc Để nghe tiếng Chúa mời gọi Qua doan tẩy giả Hãy dọn đường cho Chúa hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chúa đến không phải là một kỷ niệm như là bao nhiêu đêm chúa xuống dương gian bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu không phải chỉ là một ngày lễ hội như là thế giới vô thần thế giới của những người mà lợi dụng những ngày lễ Noel để mà kinh doanh, để mà ăn chơi, để mà tụ họp, nhậu nhặt, ăn uống, mua sắm. Nhưng là ngày mà thực sự mỗi người một mình, mỗi người chúng ta đón Chúa Giêsu vào trong gia đình của mình, đón Chúa Giêsu vào trong tâm hồn của mình, vào trong độc cộng đoàn của mình và nhất là xin Chúa Giêsu đến ngự trên cái thế giới này một thế giới đầy những những tang thương đau khổ chết chóc chiến tranh loạn lạc thiên tai và nhất là virus corona đang đe dọa nhiều nước nhất là Âu Châu mùa Giáng sinh này có nhiều nước là bắt đầu từ hôm nay cho đến qua Tết Tây đến ngày mùng 10 không có được đi ra ngoài đường nếu không có gì cần thiết phải đi mua sắm, Đi chữ ở trong nhà, Rồi đến ngày lễ Giáng sinh, Cũng không có được đi đâu cả, Gia đình tụ họp nhau, Chỉ có tối đa 5 người, Không kể trẻ em dưới 14 tuổi, Có những nơi như vậy, Có những nước áp dụng như thế, Cho nên, Đây là cái dịp rất là tốt, Rất là thuận lợi, Để mỗi người có thời giờ, Có điều kiện, Mà dành thời giờ, Cầu nguyện, Nghe lời Chúa, Dành thời giờ ở nhà, không muốn đi ra ngoài không cho đi thôi thì ở nhà chứ biết sao bây giờ và nếu mình cứ ở nhà mình sẽ quẩn không biết làm cái gì có những người đi ra đi vào rồi ngồi sinh tội ra nhận cư vi bất thiện nhưng mà anh chị em mình hãy tận dụng đây là thời cơ thuận lợi đây là giờ thuận tiện để mình dọn tâm hồn mà đón chúa đến trong gia đình của mình một thiên chúa mà chúng ta nghe trong tin mừng Thánh Mắt Thêu chương 1 câu 1 đến câu 17 Cái gia phả bắt đầu từ Abraham Cho đến Giuse là cha nuôi của Đức Giêsu chồng bà Maria và Đức Maria là mẹ của Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Một Thiên Chúa làm người không khác gì không có một cái luật trừ nào ngoài cái điều duy nhất là ngài không phạm tội nhưng lại gánh lấy tội của con người sống thân phận của kẻ có tội để chuộc lại tất cả những lỗi lầm của con người xúc phạm đến thiên chúa là cha để gánh lấy tội đời và mời gọi con người hãy quay về với lòng thương xót của chúa cho nên anh em nghe gia phả trong gia phả ấy có nam có nữ có những người tốt lành cũng có những người tội lỗi cũng có những người phụ nữ đoàng hoàng cũng có những người phụ nữ uh, hoang đảng rồi cũng có những cuộc tình trái ngang cũng như có những đứa con ngoại hôn đủ cả hết thưa anh chị em trong gia phả đó không phải là dòng dõi châm anh thế phiệt không phải là tất cả đều đạo đức thánh thiện không phải là tất cả đều là những người gương mẫu không một thiên chúa sống ở giữa con người và có gia phả có anh chị em có bà con cũng là người như chúng ta mọi đảng một thiên chúa làm người mà không một tôn giáo nào có tất cả những tôn giáo khác đều là từ con người phát xuất ra từ một người gọi là sáng lập tôn giáo ấy muốn tìm cái con đường cứu độ muốn tìm con đường cứu rỗi muốn tìm con đường có được hạnh phúc đời đời thì ngồi thiền ngồi niệm ngồi nghĩ ngồi để mà tìm ra cái con đường để tự giải thoát chính mình và những người nào muốn như vậy thì đi vào cái con đường đó theo cái học thuyết đó theo giáo thuyết đó theo giáo lý đó cũng về trời về với đấng là thượng đế đấng là thiên chúa còn đạo công giáo mình một thiên chúa từ trời xuống đấng sáng lập đạo không phải là người từ đất ra từ người phàm nhưng mà là từ trời xuống một thiên chúa xuống làm người để mở con đường cho chúng ta về trời phải là đứng từ trời xuống thì mới biết đường mà đưa chúng ta về trời còn đây những người sáng lập các tôn giáo là đang mầy mò tìm kiếm khám phá cái con đường về quê trời đó và chắc chắn tất cả chúng ta sẽ hội tụ ở quê trời chắc chắn là như vậy sẽ gặp nhau vì giáo lý công giáo cho chúng ta biết rằng là những người không phải là đạo công giáo mà họ không được nghe giảng về chúa không được ai nói về chúa mà họ ăn ở theo lương tâm ngay lành thì họ cũng được cứu độ do lòng thương xót của chúa do cái chết và phục sinh của chúa cứu độ cho cả mọi người không loại trừ bất cứ một ai thưa anh chị em đó là điều mà chúng ta chuẩn bị mừng mầu nhiệm thiên chúa làm người ở giữa chúng ta và mình đọc gia phả đó toàn những tên lão hoắc lão hơ hồi xưa tôi còn bé thấy cha đọc cứ xin một xin nhập papa, quan tan toát trẻm thi ngồi 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 ngủ 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 hồi thấy amen thì thưa anh chị em bây giờ càng lớn lên càng học hỏi càng nghiên cứu càng tìm hiểu thì ta càng thấy rõ ràng là tất cả những cái chi tiết đó cho mình thấy được một thiên chúa thực sự là người vì có một số cho rằng Chúa không phải là số là người thật nhưng mà chỉ đóng vai thôi. Gọi là ảo thân thuyết thôi. Chứ không phải là người thật. Rồi có những người thì lại cho rằng là một người thật mà là không phải là Chúa. Hai cái đều một cái thì cái thay quá cái bất cập những cái lạc thuyết như vậy để phủ nhận một cái điều hết sức tuyệt vời kỳ diệu đó là một thiên chúa làm người thiên chúa thật và cũng là một người thật và như vậy thì mình thấy rằng là mình là con người thật mình được một thiên chúa thật làm người thật đưa mình trở về với nguồn cội của mình là thiên chúa thật vì mình được thiên chúa dựng lên nhưng mà vì con người tội lỗi cho nên thuộc về ma quỷ đánh mất cái nguồn cội của mình bây giờ một thiên chúa thật đến đưa con người quay trở về cái đường ngay nẻo chính để được cứu độ thì trong những ngày tĩnh tâm này mỗi một người mình gia đình của mình hãy dành cái thời giờ anh chị em dành thời giờ để lắng lòng lại để mình cùng nghe lời của Chúa Để mình cùng cầu nguyện Để mình cùng suy niệm Để cảm thấy rằng là cái hạnh phúc Phải cảm thấy mình thật là hạnh phúc Cảm thấy mình được Chúa thương xót Phải cảm thấy lòng thương xót của Chúa Qua mầu nhiệm Giáng sinh Mầu nhiệm nhập thể này là Thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa Đến với con người Thiên Chúa có thể cứu con người Bằng nhiều cách khác nhau Thậm chí là Ngài có thể hủy diệt hết loài người này đi để tạo nên một loài người mới cũng được vậy. Nhưng mà lòng thứ xuất của Chúa thì không đành làm như thế. Mà bây giờ thì nó nó quá quắt lắm rồi. Đi làm sao đây? Sự công bằng của Thiên Chúa đòi con người phải đền phải trả, mà mức độ là phải tiêu diệt. Nhưng mà lòng thứ xuất của Chúa thì bảo không thể nào được. Đi làm sao đây? Thì chỉ có cách là cho con của ngài xuống thế làm người gánh lấy tội đồ, chuộc lại. Tất cả những lỗi lầm của con người Đó là công bằng Và trong cái công bằng ấy lại thể hiện lòng thứ xót Là không có tiêu diệt, không có tiêu hủy Mà đưa con người trở về Được với địa vị làm con của Thiên Chúa Tôi cứ ngồi Nghe gia phả đó Bây giờ thì Mỗi gia đình, mỗi gia tộc Họ cũng làm gia phả Có khi gắn hình, có khi gắn tên Rồi đủ thứ Để cho người ta biết cái nguồn cội của mình Có nhiều người sống mà chẳng biết là mình thuộc về gia phả ông bà chú bác cô gì, chẳng cần biết ai cả. Có những người mới nổi lên sau này, ỷ y là mình có tiền, gọi là mới giàu lên, chẳng cần biết. Có nhiều muốn quên, muốn phủ nhận cái, cái gốc gác quê mùa nghèo khổ của mình ngày xưa, rồi muốn chứng tỏ rằng mình là dưới quý tộc mới. Có những người bây giờ như vậy, thưa anh chị em ngày xưa cũng chân lấm tay bùn, ngày xưa thì cũng mò cua bắt ốc, ngày xưa thì cũng uh, uh, chăn trâu uh, chăn bò vân vân. Còn bây giờ thì được phất lên một cái vội quên hết cái gốc của mình. Gặp những người xưa những người cũ không muốn chào. Bây giờ mình là thuộc tầng lớp mới rồi, một bước lên xe hơi rồi, ăn nhà hàng rồi, khách sạn rồi, thì ở trong đảo uh, kim cương rồi thương chị em đừng đừng vội quên cái nguồn cội của mình có cái bài gì đó biết đâu nguồn cội của Trịnh Công Sơn này em đi qua chuyến này biết đâu em đang biết đâu nguồn cội của mình thế thì thương chị em chúng ta là những con người mà mình sống có cha có mẹ có anh có chị có ông có bà có bà con lối xóm có những người thân thuộc họ nội, họ ngoại, họ thông gia vân vân và vân vân. Thì Đức Giêsu cũng sống trong một gia đình, một dòng tộc y như vậy. Và Ngài không phủ nhận cái đó. Thế thì tại sao mình lại phủ nhận gia đình của mình? Có những người xấu hổ vì người nhà mình thế này, người nhà mình thế nọ, người nhà mình thế kia. Xin lỗi, có những người chị em là có những người họ... Vì cái cơ thể của họ như vậy, tên họ lưỡng tính. Nam thì lại có nhiều cái thích tố nữ lại muốn trở thành nữ nữ thì có nhiều cái thích tố nam lại muốn trở thành nam và có nhiều gia đình thì coi rằng đó là tội coi rằng đó là cái điều xấu hổ cho gia đình của mình tôi nói khi người ta hỏi đức thánh cha Francisco vậy thì đức thánh cha nghĩ sao về những con người đó đức thánh cha bảo chúa không kết án họ chúa không kết tội họ hà cớ gì tôi lại kết tội họ hà cớ gì giáo hội kết tội họ cho nên mình không có phân biệt đối xử với những anh chị em ấy Và những gia đình có những người như vậy Mình đón nhận họ bằng tình yêu thương Cảm thông hơn là loại trừ hay là mặc cảm vì những con người đó Thực sự những con người đó họ cũng đau khổ lắm Họ nói vì con không biết con là là ai nữa Con đâu có muốn như vậy Nhưng mà cái cơ thể trong con người con nó là như thế Còn có những người thì thực sự là chạy theo mốt phải như vậy thì nó mới ra đang là đàn ông khỏe mạnh thì thấy mình đi làm ca sĩ hay là mình đi theo giới nghệ sĩ Thì tự nhiên là cũng phải làm cho nó bóng bóng đi một tí cho nó, nó khác khác người thế thì là có những người chạy theo mốt hay là nữ thì phải bắt chước thành nam thì nó mới ra không phải mình là mình thật là mình và mình cầu nguyện cho những anh chị em ấy cảm thông chia sẻ với những anh chị em ấy vì họ đâu có muốn như thế có khi là vì cái tố chất cái cơ thể kích thích tố nơi họ nó không có bình thường được như những người khác cho nên họ mới bị lưỡng tính họ mới bị như vậy ta cảm thông ta chia sẻ và lòng thương xót không loại trừ bất cứ một ai với tâm tình ấy mời anh chị em cùng tĩnh tâm với đức thánh cha Francisco với chủ đề là Đừng xấu hổ khi cầu xin Chúa, Chúa sẽ đáp lành. Đức Thanh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện. Xin Chúa trợ giúp ngay cả những điều đơn giản hàng ngày trong cuộc sống. Và đừng xấu hổ khi cầu xin Chúa. Những lúc mọi sự dường như bế tắc, thì lời cầu xin là lối thoát duy nhất. Mở ra con đường, chiếu sáng bóng đêm, cần kiên nhẫn, chờ đợi khi cầu nguyện vì Chúa sẽ đáp lời. Đó là điều mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trong mùa vọng này. Tĩnh tâm mình cầu nguyện. Và khi mình cầu nguyện như vậy thì xin Chúa trợ giúp ngay cả những điều đơn giản hàng ngày trong cuộc sống. Hàng ngày trong cuộc sống có gì mình cầu xin Chúa và đừng xấu hổ khi cầu xin Chúa mình cứ cầu mình cứ khấn cứ xin nhưng mà Chúa ban lúc nào và như thế nào thì mình không phải là ông chủ mà ra lệnh cho Chúa là phải làm như thế này và làm lúc này khi mà tôi nói cầu nguyện trong giáo hội thì có lời tạ ơn lời chúc tụng rồi mình lời xin lỗi Chúa và mới xin ơn thì có người phản đối bảo tại sao lại phải phải chúc tụng phải tạ ơn Chúa con đang đau bệnh chồng đang giở chứng giở nết rồi đứa con thì uh, xì ke ma túy rồi tù tội mà phải chúc tụng tạ ơn Chúa à rồi phải xin lỗi Chúa rồi hãy xin ơn trong khi con chỉ muốn xin Chúa cái này xin Chúa cái kia thôi con chịu không có nổi nữa rồi con điên nữa rồi con muốn bỏ chồng muốn bỏ con con muốn nổi loạn đủ thứ chuyện hết thưa anh chị em Vì mình cứ luôn luôn muốn là Chúa mình cứ cho rằng mình sáng suốt hơn Chúa để mình điều khiển cả Chúa nữa. Như vậy mới là đúng tại sao Chúa lại làm như thế này. Như vậy mới là hay tại sao Chúa lại làm dở thế này. Mà Đức Thánh Cha nói rằng là mình xin Chúa trợ giúp ngay cả những điều đơn giản hàng ngày trong cuộc sống và đừng xấu hổ khi cầu xin Chúa. Trình bày với Chúa mọi ước nguyện, mọi lời cầu, lời khấn của mình không có xấu hổ ngại ngùng. Và những lúc mọi sự dường như bế tắc thì lời cầu xin là lối thoát duy nhất Nếu không mình làm gì bây giờ Cho nên chúng ta là những người có phúc Những người tin Chúa những Nhất là những anh chị em trong cộng đoàn lòng thư xót Chúa Những người đón nhận lòng thư xót Chúa Mình là người có phúc vô cùng Vì những lúc bế tắc như vậy Thì lời cầu xin là lối thoát duy nhất Mở ra con đường Chiếu sáng bóng đêm Không thì làm cái gì đây Ngồi đó chỉ trời, chỉ đất, chỉ mây ngồi đó mà kêu ca cầm ràm thì được cái gì nhưng mà mình có niềm tin son sắt vào quyền năng lòng thương xót chúa cho nên chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua những khó khăn những thử thách ấy và mình biết chắc chắn rằng những khó khăn những thử thách ấy chúa nói rằng là đều trong tầm kiểm soát của ta ta cho phép những khó khăn những thử thách những ngay cả những cám dỗ ấy xảy đến để thử coi con có lòng tín thác vào chúa hay không mình cứ bắt chúa phải làm như mình rồi mình mới tín thác Đáng lẽ phải ngược lại là Con luôn tin thác vào Chúa Dù bất cứ chuyện gì nó xảy ra Dù Chúa để cho Có trời sập đi nữa Mà tôi vẫn nói rằng là Chúa có cho con xuống hỏa ngục nữa Thì con vẫn nói rằng Lệnh Chúa con tin thác vào Chúa Mà Foster đã bảo rằng là Nếu mà lên thiên đàng mà không có Chúa Thì tôi cũng chẳng lên làm cái gì Mà nếu mà hỏa ngục mà có Chúa Thì tôi xuống đó vẫn còn thích hơn Vì ở đâu có Chúa thì là có thiên đàng Có hạnh phúc, có bình an Làm sao mà có hỏa ngục được thưa anh chị em mà đâu mà không có Chúa thì đó chính là hỏa ngục. Cho nên cần kiên nhẫn chờ đợi khi cầu nguyện vì Chúa chắc chắn sẽ đáp lời. Đáp lời như thế nào? Lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Cho nên mình mới vẫn khẩn thiết rằng Lạy Chúa xin hãy đến. Đừng trì hoãn nữa nhưng mà Chúa đến như thế nào? Lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang sống những ngày tĩnh tâm mùa vọng. Hôm nay đã bước sang ngày thứ 19 rồi. Chúng con xin được hợp với tất cả anh chị em tin vào lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới. Tha thiết khẩn nài Chúa hãy đến với chúng con. Đến trong lúc chúng con đang bế tắc vì virus corona, bế tắc về kinh tế, về công an việc làm, về mọi thứ. Noel sắp đến, Tết sắp đến mà mọi thứ dường như đang là bế tắc. Chúng con tin rằng những bóng đêm ấy Thì Chúa đến như là Mặt trời công chính chiêu rọi vào Trong cuộc đời chúng con Chúa đến để tỏ quyền năng lòng thương xuất Chúa cho chúng con Chúa con tin chắc chắn như vậy Xin Chúa hãy đến với chúng con Trong những ngày tinh tâm này Xin Chúa đến với chúng con trong mùa Giáng sinh này Đến với chúng con trong năm mới này Và đến với chúng con trong mọi ngày cuộc sống của chúng con Để mỗi ngày sống của chúng con Dù có như thế nào chúng con vẫn nói được với Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, Amen. Ta hãy dọn tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh, lập mô cho đầy đường đi uốn thẳng, bằng đời thấm xuống. Ta hãy dọn tâm hồn bằng nguồn sống mơ xóa điều xấu xa đời ta không vâng vương tội như 就。